Nói tôi khổ quá rồi. Đừng bảo vệ thiết bị. Tao nhất định sẽ không ngồi yên cho mày cướp bất cứ thứ gì của tao. Ai đã hại con của tôi vậy? Hết con về hơn sao? Con phi mạch mẹ lên kia chưa? Mặt axit trong máu tôi là tội ác man rợ. Để tôi nhìn đây. 2 năm tù, có lấy lại được tuổi xuân của tôi không? Đi luôn, đừng có về nhà này nữa. Em sẽ không bao giờ đánh mất anh thêm một lần nào nữa.